Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn biến cà phê trở thành một thứ hàng hóa đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, chị Cầm Thị Mòn, giám đốc hợp tác xã Aratay Coffee đã biến giấc mơ thành hiện thực, xây dựng thành công thương hiệu cà phê đặc sản, mang thương hiệu của riêng mình. Dù mới xuất hiện trên thị trường gần 3 năm nay, cà phê Aratay Coffee đã nhanh chóng nhận được đón nhận và đánh giá cao của những vị khách hàng khó tính. Xuất thân là một người con dân tộc Thái của mảnh đất Trường Trung, huyện Mai Sơn, chị Mòn và hàng nghìn hộ gia đình đã canh tác cây cà phê nhưng chưa thực sự hiệu quả. Chị Mòn luôn trăn trở làm thế nào để biến cà phê trở thành thứ hàng hóa đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Cho đến khi được tổ chức CARE hỗ trợ mô hình sinh kế, chị Mòn có cơ hội đi tham quan các mô hình sản xuất cà phê đặc sản ở Tây Nguyên và chị Mòn đã quyết tâm dấn thân vào nghề chế biến cà phê. Hợp tác xã Aratay Coffee đã ra đời từ đó. Chúng tôi cũng được cái bên dự án CARE tổ chức phi chính phủ vào cái đấy vào hỗ trợ chị em dân tộc thiểu số, thì cho các chị em đi tham quan học hỏi các mô hình hợp tác xã ở Đâm Đồng, thì về đi tham quan học hỏi ở đấy thì thấy các mô hình ở đấy, thì ở dưới đấy cũng cà phê, ở trên mình cũng là cà phê nhưng mà ở dưới đấy giá cả rất là được cao, sau này ở trên mình giá cả rất là thấp, sau này chất lượng nó cũng không đạt nữa. Thì về thì mình mới chia sẻ với các chị em, xong là cùng nhau liên kết với nhau, xong là được bên một hợp tác xã. Với phương châm tử tế đến từng hạt để tạo ra một sản phẩm tốt thì nhất định nguyên liệu đầu vào phải tốt. Chị Mòn và 13 thành viên hợp tác xã đã và đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu sạch phục vụ cho sản xuất với 50 hectare cà phê theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các thành viên hợp tác xã đều được cầm tay chỉ việc, thống nhất quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người sử dụng. Trước kia là mình chỉ sử dụng cái phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ là 100% là không được sử dụng. Mình chỉ phát cỏ hoặc là mình không được phép sử dụng thuốc trừ cỏ. Để chế biến cà phê đặc sản, cà phê khi thu hái phải đảm bảo chín đỏ 100%, đảm bảo độ đường đạt từ 20%. Thay vì sản xuất cà phê ướt, tại đây cà phê trải qua quy trình ủ lên men, sau đó được phơi khô trong nhà màng rồi mới đi vào chế biến. Điều này không chỉ làm giảm áp lực về môi trường mà còn đem lại hương vị đặc biệt của cà phê Aratay. Phương thức sản xuất trước kia thì là mình hái cà phê là mình hái xô, sau đó là mình sẽ bán quả tươi cho các thương lái. Nhưng mà từ khi mình tham gia hợp tác xã thì đến bây giờ là mình bắt đầu thu hái cà phê để mình chế biến cà phê đặc sản ý, thì mình sẽ hái chọn quả chín 100%. Bằng tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt với nghề chế biến cà phê, chị Mòn và các thành viên hợp tác xã đã thành công trong việc chế biến cà phê trở thành một thứ hàng hóa đặc sản. Năm 2020, hai dòng cà phê đặc sản của hợp tác xã là Honey và Nater đã vinh dự lọt top cà phê ngon nhất Việt Nam. Dù mới xuất hiện trên thị trường, cà phê Aratay được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Qua mình đã thành lập và chế biến được cái cà phê đặc sản đấy thì mình thấy cái rất là cảm thấy là nâng cao được cái chất lượng cà phê này cũng như là giá cả. Xong là phần hơn nữa là tạo công ăn việc làm cho các bà con. Với diện tích khoảng 20.000 hecta, Sơn La được xem là một trong những vựa cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Đây chính là tiền đề vô cùng thuận lợi để chị Mòn và các thành viên hợp tác xã gây dựng và phát triển thương hiệu cà phê đặc sản, từ đó nâng tầm giá trị cà phê Sơn La.